lừa. Ngày xưa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con beo rất khỏe mạnh. Hằng ngày nó thường đi bắt nạt những con yếu hơn mình. Tất cả các loài thú đều lo sợ, nhưng chỉ có chuột là không sợ. Nó nói với tất cả các bạn của nó rằng: "Các bạn hãy yên tâm, để con beo ấy cho tôi." Sáng hôm sau, chuột một mình đến gặp beo và nói: "Ông chưa phải là mạnh đâu." Beo tức giận quát: "Thế người nói ai mạnh hơn ta?" Chuột ôn tồn nói: "Ông hãy đi theo tôi." Beo tin lời đi theo đến một cánh đồng khô mà không biết mình đang bị lừa. Khi đến cánh đồng, gió thổi nhẹ nhẹ làm nó buồn ngủ. Trong lúc beo ngủ, chuột lợi dụng thời cơ, nó gọi hết họ hàng của nó tới ca hát để làm cho beo ngủ ngon giấc. Khi beo đang ngủ say, họ hàng nhà chuột liền châm lửa đốt cánh đồng. Thế là hết đời beo vì tội gian ác. Từ đó, các loài vật khác vì thấy chuột khôn ngoan nên đã xếp chuột đứng đầu trong 12 con giáp.